Trời trời vậy sao ăn trời. Để thử coi sao vậy. Thôi vậy. Em thấy ngon mà. Thử đi. Cái gì mà kêu trời dữ vậy? Thấy ngon mà. Trời nóng quá sao ăn. Wow. Trời ơi. Em tôi có chút xíu à. Trước hai bà chị rồi. Mình giống như con bún nhớ không? Địa phương với Dung giống như là cộng gì? Cộng 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 ông nuôi. Nuôi nhắn ngủng anh. Vừa bãi. Thì chị em mình có món cá cha nấu chao. Cá này là mình bắt ở trong ngoại, ngoại cho mình được con mình bắt về mình làm cả nhà. Cả nhà cùng chị em mình làm đi cả nhà. Món cá nấu chao này mình có ăn kèm với rau muống, bông bí, khoai, khoai môn và chao. Mình ăn kèm với bún. Cá nấu chao này á, mình ăn rau muống, mình có lá không chị hay để lá chị? Mình để lá đi, để lá nó mới ngon. Vậy em để lá bớt. Giờ mình phi lê cá nha. Mình xắt cái môn bỏ vô cá đi. Giờ này mình ướp nha. Mình có chao nè, sả, tỏi, sa tế, bột ngọt và đường. Trước khi mình bỏ chao. Mình cho một ít tỏi. Một ít sả luôn. Mình chừa lại một ít đặng lát mình phi. Tế vào luôn. Muỗng bột ngọt. Mình cho 2 muỗng đường. Mình đảo lên. Món ăn ngày hôm nay á, mình bài trí ra nè, này chưa nấu nữa đã thấy ngon rồi đó. Anh chặt giùm em mấy trái dừa bỏ vô nồi nước đi anh. Chỉ em nấu món này đi. Học nấu phải không? Em học nấu thử coi thấy hấp dẫn lắm nè. Cái dầu đi, mình cho dầu điều vô. Hôm nay em ra tài. Dầu điều biết chi không? Cho nó lên màu đẹp chứ gì. Đúng rồi. Nè, mình bỏ sả, bỏ tỏi vô. Mình thêm thơm đi. Thơm à. Nè, chúng bỏ này vô xào lên. Đó, đổ nước dừa cho được rồi Út ơi. Anh đổ vô, nước dừa vô cho em ơi. Nè, tự đổ luôn đi. Thiệt tình. Lên màu đẹp không? Gần chín rồi đó chị ba. Chị ba. Mình nêm thêm đi, hồi nãy mình ướp sơ rồi, giờ mình nêm thêm đi. Úp cho 2 muỗng đường đi Út. Rồi chị. Thêm muỗng bột ngọt nữa. Rồi chị. Chao mình mặn rồi, mình không cần thêm muối đâu. Dạ, vậy là xong rồi hả? Vậy lên. Chung bỏ ớt vô đi. Rồi chị. Nè, bỏ đường. Bỏ 3 muỗng đường đi, để cho mà 1 muỗng 2 muỗng. Muỗng nhỏ mà, đâu phải bự đâu. 3 muỗng. Chanh luôn nè.
cho nè. Mình gỡ hộp ra đi. Mình đánh lên. Đánh cho tan ra luôn, mình chấm nó ngon. Văng quá chị ơi, trúng em à. Được rồi đó chị ơi, được rồi chị. Quê tôi 84, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. À, nồi lẩu cá nấu chao á, gia đình mình nấu chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ gia đình mình bắt đầu ăn, cả nhà cùng ăn với gia đình mình cả nhà. Cả mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời gấp cho. Chú ăn bún một con. Đói quá mà đợi gấp bún cũng Út lâu ăn, nữa. Út ăn thử đi không? Bỏ cá này vô ha. Dặn quá rồi. Để vô đi. Cứ sợ dặn hết. Giờ cho nó nóng. Cái này việc gì khó có anh đây. Anh bỏ vô miếng rau nữa anh. Đi chợ sáng sớm là rau nó tươi. Sao vắng lặng vậy? Thử cái ốc gì ăn không ốc? Em thử trước hả? À, mình thử rồi. Gia đình mình ăn đi. Mình ăn đi. Út ăn, Út Kiều ăn thử thôi, Út Kiều. Thử cái được không? Em thử. Nước chấm đây. Bông bí chấm với này thế nào. Trời trời vậy sao ăn trời. Để thử coi sao vậy. Thôi vậy. Em thấy ngon mà. Thử đi. Cái gì mà kêu trời dữ vậy. Thấy ngon mà. Trời nóng quá sao ăn. Wow. Trời ơi. Chán chứ. Lâu lâu ông diễn hả? Lâu lâu diễn cho cả nhà gì hả? Bất ngờ mà không có bất ngờ gì hết hả? Kêu trời hết sức tưởng đâu chuyện gì tới chứ. Dạ ông bà chàng cho con nha. Nha. Con cá bà lấy cá nha. Bà chín cho em. Cá chín rồi. Con phai không? Con bí ăn. Con bí ăn mùa này ngon quá. Ăn cái đầu nha. Cái này đúng bài. Chưa xương cá chấm chao nè. Này nha. Để gấp miếng rau. Em gấp nó miếng rau đi. Con rau à. Giỏi ta. Tao nhiều luôn đó. Ngon mà. Bí kèm bí ngọt lắm á. Ngon. Ngon mà nãy ngủ con làm anh giết cái mình chứ. Làm thử đi vợ em với chị coi thử phản ứng sao. Bữa nay biết sao không? Bữa nay thấy vợ mình vô bếp cái tạp xì canh đan mà. Sao mà ăn ngon con? Ngon. Bí nó ngọt, bí chín chưa? Cái dưới chín, kia chín không? Con bí ăn không cần mềm lắm đâu. Nhúng vô héo héo chút mình ăn là nó ngọt lắm. Bỏ rau bỏ giờ vô đi Út. Rau muống này nè. Để em ăn cái. Rau muống này á mình cũng không cần để cho chín không đâu. Nó sống sống vậy chứ nó giòn ăn ngon lắm. Bữa nay á món này á là bé Đăng á thích dữ lắm. Nhưng mà bé Đăng mắc học về nên không có ăn được. Tội nghiệp bé Đăng á. Bác cũng phải chừa cho Đăng miếng. Cay quá mẹ ơi. Ăn. Gái ăn cay đi, đặng mai mốt ăn những món ngon khác nữa con.
Chắc món cay rồi đều là món ngon không hay không? Đàn ông là phải biết ăn cay. Giống như mì cay nè. Đàn ông mà không biết ăn cay mốt nữa có vợ sợ vợ đứa con. Út Kiều thấy nghe câu đó Út Kiều ăn cay quá trời luôn á. Ăn cay muốn dảnh bỏ luôn rồi, sợ vợ vợ sợ hướng ra ông trời phải không? Sợ vợ mình chứ sợ ai đâu, nghe là vợ đi thành công tất cả mà. Em có làm gì đâu mà tự nhiên nói vậy đó. Hàng chi lúc trước á, Út Kiều đâu biết ăn cay đâu. Sao lúc này ăn cay quá à? Bỏ cá vô nha Út. Đồ đồ này qua bên đi, bỏ cá này vô. Cá trong đây còn nhiều lắm anh mà. Có nhiều quá không, không kịp là nó gã. Không bỏ. Bông bí ngọt quá. Ngọt hả? Ăn đi em, ăn bông bí đi em. Không, sao không cho em ăn thịt mà cho em ăn bông bí. Ăn bông bí là nơi mốt em ngọt với anh. Lúc nào em cũng cằn nhằn nhìn. Ngọt như bông bí vậy. Bông bí mới hái à. Em nghe người ta nói hả, vợ mà cằn nhằn hả là vợ thương mới cằn nhằn thôi. Nghe lạ không? Đó phải suy nghĩ lại không? Em phải hỏi ý kiến của anh ba mới được. Chị không bên em mà chị bên em phải hỏi ý kiến anh ba chị ba coi. Không biết chị phải chịu cuộc em không nữa. Chị ba đứng về lẽ phải thôi chứ. Phải chị. Cái nào đúng mình bên ha. Trời ơi cái này. Nếu sai mình bao che nữa sai hoài sao ha. Bút miếng bụng một cái. Nhật béo. Nhật nhật. Cá chín ha. Trời ơi trời, cái này sao chịu nổi. Cái lườn của con cá nè. Tụi trái bí đỏ nho non nè, ăn ngọt xúc vậy ta. Có ăn trái rồi chị. Không ăn hết rồi đó. Chị quảng cáo thì sao mấy em biết được. Ngọt quá. Lâu lâu mình đổi món này ăn cũng ngon ha. Rau nhóc lên ba. Này đỡ ngán thì cho nhúng giấm. Ba, rau nhóc nè. Có khoai nữa kìa. Thì ai người ăn rau, người không khoai đi, còn cá em với chị Phương ăn được. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Trời, đúng ý chứ, đúng liền, đúng liền lẹ liền. Chứ sao? Nó nấu chào phải có phai môn mới ngon. Về anh ba ăn phai môn hả? Anh ba nói cá nấu chào phải có phai môn mới ngon, chứ em thấy cá nấu chào phải có cá mới ngon. Anh phai môn nhiều lắm anh. Để thịt cá em ăn cho. Tốt mình ghê á quý. Không phải đâu. Út Kiều ăn rau đi, anh ba ăn khoai rồi, hai cá hai chị em mình. Chi bởi vậy? Chị em mình chia cá ra chị ơi. Dòm coi hai tướng, hai anh em tôi có chút xíu à. Tướng hai bà chị kìa. Mình giống như con bún nhớ không? Ừ. Địa phương với Dung giống như là cộng gì? Cộng ông nuôi á. Nuôi ngắn ngủng anh. Vừa bãi ra, nhờ ngắn á là chị ba. Bánh canh luôn kìa. Cầm bánh canh chắc nói em rồi đó. Còn cầm đó là của dì ba. Viết này nói chuyện lặt vấn đề luôn à. Ngon mặn, khen nước vô thêm con ăn bún thêm không? Mà bút cho vậy hả? Vừa lắc luôn. Ngon quá. Cái này nó béo quá ha. Ngon. Ai thích béo ăn mấy cái lườn á, cái lườn béo. Cá này ba mình nuôi đó, chất lượng ăn rau rồi á. Thịt nó ngon. Cho nước thêm không? Cho nước thêm. Ăn bún quá trời ngon cả nhà ơi. Cái này quá trời ngon. Rồi hôm qua bới cơm á, để nồi cơm ta. Cái này bún cái bên, để cái bên.
nó xa nó gần nó đem qua đây. Chịu không nổi thấy không? Thôi được rồi. Rồi bún nhiều cho ăn cá ít được chứ. Cho nay giờ ăn hết cá cho anh ăn khoai không à. Chứ không phải bà Hoài thích ăn khoai à. Bún bún nào anh ấy bây giờ không? Em ăn cá à. Cá. Thích ăn cá với gạo thôi. Cá ngon mình ăn cá thôi, ăn bún chi nhiều ha. Hai chị em mình ăn cá mà hai người đó ăn gạo với củ à. Nhìn như là nó có mỡ có thịt được ha, giống như thịt bà gọi vậy không, béo mà béo gầy gầy ráng ăn đi. Cá này á nó béo hơn thịt bà gọi nữa. Hay cái lườn chấm với chao chua chua là ngon nha. Anh bỏ rau vô miếng anh. Ăn miếng phải mồm thử rồi. Thử rồi ngon mà. Mà nó cũng ăn gạo chứ. Má ăn bông bí không? Má ăn cắm bông bí cho không? À, mồm bông bí với mặn em. Mồm dẻo á. Út quả thêm miếng bông bí không? Ủa bông tím nè, tao kêu bông sáp hay bông cao? Bông cao hả? Bông cao á. Bông cao là màu tím, bông sáp là màu xanh đúng không? Màu xanh xanh. Màu xanh. Ừ. Chị hay có bơi gặp em mà hỏi em là em nói là mồm thôi à. Chị không biết gì chứ. Bông cao nó có cái vân tím 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 á. Mồm bông cao hả? Bông tím hả? Mồm nó bột, mồm kia dẻo. Mồm này nó vừa bột mà vừa dẻo nữa nè. Sức mà hôi luôn. Gấp mặn miếng cá em. Cho con ăn béo luôn. Ừ, nó béo tới luôn hả? Lườn cá. Ba gọi của cá con. Cá có ba gọi luôn. Heo có ba gọi, cá có ba gọi chứ. Chồng em giống này nói chuyện sợ mất năng sức rồi. Miếng bí kìa, con ăn con bí không? Dạ. Nói mất năng sức, phải tập trung ăn. Bây giờ ăn này nóng thiệt. Ngon quá. Ăn cái khoai môn ngon quá. Nóng lắm em chưa thử lên lo ăn thịt với dầu. Nóng mà ngon hay không? Chín găng luôn à. Vừa ăn vừa thổi mới ngon. Bởi vậy nãy nó ăn nó la làng đó. Tưởng đâu chuyện gì tới. Nóng quá, nóng thiệt. Cắn vô chín găng. Gia đình mình ăn xong rồi cả nhà ơi. Gia đình mình có làm món cá nấu chao ngày hôm nay. Có gì thiếu sót thì cả nhà comment bên dưới để cho gia đình mình biết. Gia đình mình sẽ sửa. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ để gia đình mình có thể làm những clip hay hơn. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.